Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, chỉ trong vòng 8 tháng, 5 người trong một gia đình ở Đồng Nai liên tục qua đời với nhiều biểu hiện tương tự nhau. Cho tới khi chân tướng về người phụ nữ đầu độc cháu ruột bằng cyanua bất thành bị phanh phui. Hàng dòng láng giềng và dư luận bàng hoàng trước thủ đoạn xuống tay tàn độc của nghi phạm. Trước khi dắp tầm hãm hại cháu ruột, Nguyễn Thị Hồng Bích còn thừa nhận đã đầu độc chồng và hai người cháu khác tử vong một số người hàng xóm ở gần nhà nghi phạm không khỏi dùng mình khi nhớ lại lời nói của ông Tê, chồng của Bích trước khi qua đời. Ông Tê nói không hiểu vì sao mỗi lần từ bệnh viện về nhà, ông có cảm giác sợ hãi vô cùng. Tâm sự tuyệt vọng của chồng nghi phạm dùng cyanua đầu độc cháu ở Đồng Nai Vụ việc nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, ở xã Vĩnh Thành, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đầu độc cháu ruột bằng cyanide đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Từ cuối năm 2023 đến nay, gia đình Bích có 5 người lần lượt qua đời với biểu hiện giống nhau như khó thở, đau đầu, tức ngực, nôn ói. Sau khi sự việc Bích đầu độc cháu trai bị phát hiện, hàng xóm xung quanh nơi gia đình nghi can này sinh sống nhớ lại nhiều câu chuyện bất thường xảy ra trước đây. Trong đó có chuyện kỳ lạ liên quan đến ông NTTT, sinh năm 1985, chồng của Bích. Ông T qua đời vào tháng 10 năm 2023. Chị Ca, 32 tuổi, hàng xóm nhà Bích cho biết, khoảng tháng 8 năm 2023, ông T được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu do có biểu hiện đau nhói vùng ngực, khó thở. Ông T giảm triệu chứng sau đó vài ngày và được xuất viện về nhà. Nhưng sau đó, cứ mỗi tuần một lần, ông T tái phát bệnh, phải nhập viện mỗi lần chồng phát bệnh bích lại đi vay tiền lo cho chồng thấy bích bán quán ăn có nhà mặt phố mọi người yên tâm cho mượn chị ca nhớ lại có một lần gặp ông tê ông nói không hiểu vì sao mỗi lần từ bệnh viện về nhà ông có cảm giác sợ hãi vô cùng khi ở bệnh viện sức khỏe của ông ổn định ăn uống ngon miệng nên cảm thấy yên tâm ông thích ở trong bệnh viện hơn ở nhà nhưng sau vài ngày điều trị bác sĩ cho ông xuất viện có muốn ở lại cũng không được nghe vậy người hàng xóm cảm thấy rất khó hiểu. Tổng cộng, ông Tê nhập viện 8 lần, lần thứ 8 là lần ông không qua khỏi. Người dân ở địa phương đồn đoán ông Tê qua đời vì bệnh tim mạch. Thời gian sau đó, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, cứ 1 đến 2 tháng, nhà Bích có người qua đời, gồm ông Hải, cha của Bích, con trai và hai người cháu. Nguyên nhân đều do các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim trước khi chết các nạn nhân đều bị nôn ói nhức đầu chóng mặt trong khi người dân địa phương kinh hãi lo sợ thì bích khá thản nhiên nghi phạm nói với mọi người rằng người thân có gen giống nhau phát bệnh tử vong giống nhau không có gì lạ bên cạnh đó chị L, 35 tuổi, chủ quán giải khát gần giáo sứ Bắc Minh, xã Vĩnh Thanh cho biết, người dân địa phương đang hoài nghi nguyên nhân tử vong của cả năm người nhà ông Hải có liên quan đến Bích. Họ mong công an vào cuộc điều tra làm rõ sự thật. Chị L kể vào một chiều một ngày cuối năm 2023, Bích vội vã chạy sang nhà bảo, L ơi, thằng mờ con tao nó bị sao đó qua xem thử. Chị L chạy sang, thấy bé trai toàn thân tím tái, hơi thở yếu ớt. Chị lấy dầu bóp chân cho bé và dục Bích nhanh gọi xe cấp cứu. Chị L nói, Bé mờ lúc đó có biểu hiện ngạt thở, nguy kịch. Tôi thấy Bích Trần Trừ Hoài không chịu gọi xe cứu thương. Tôi dục mãi, Bích mới gọi xe. Khi đưa vào bệnh viện, cháu bé không qua khỏi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh chuyện đó theo chị l ngoài những người thân cùng huyết thống ông hải còn có một con nuôi tên tú tuổi thiếu niên sống chung với gia đình bích tại quán cơm trên chứng kiến cha nuôi và người thân lần lượt qua đời tú không khỏi lo sợ người con nuôi muốn bỏ đi nơi khác nhưng chẳng biết đi đâu vì không có bà con thân thích chị l chia sẻ tú hay qua quán nước tôi chơi bảo bản thân sống trong nhà nhưng không biết chết khi nào Tú nghĩ năm người trong gia đình qua đời lần lượt là do trùng tang, bệnh tật hoặc chuyện tâm linh nào đó. Tú hay giật mình vào mỗi buổi tối, ngủ không ngon giấc. Bên cạnh đó, ông NH, 42 tuổi, ngụ địa phương, cho biết trước việc năm người thân đột ngột qua đời, Ông Lâm, sinh năm 1979, anh thứ hai của Bích, đã đập căn bếp và xây lại vị trí khác để đổi phong thủy. Tuy nhiên đập bếp được vài hôm, con trai ông là NHBT, 18 tuổi, phát bệnh giống ông nội, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tê nhiễm độc cyanua bất thường. Gia đình phía bên ngoại nạn nhân đã đến công an trình báo vụ việc. Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, bước đầu xác định T bị cô ruột Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc người hàng xóm nói chưa bao giờ tôi thấy ai lại ra tay độc ác với người thân như vậy mong cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ động cơ gây án của bích nguyên nhân tử vong của năm người nhà ông hại cũng liên quan đến vụ án, tại cơ quan công an, Bích khai nhận, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Bích đã dùng chất độc cyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình. Trong đó, 3 người đã tử vong, gồm chồng của Bích là NTTT, 38 tuổi, và hai người cháu ruột là D, 7 tuổi, và N, 12 tuổi. Riêng về đầu độc chồng, tại cơ quan công an, Bích khai, Khoảng tháng 10 năm 2023, tôi mở hộp tủ trong nhà vệ sinh, lấy bình thuốc cyanua ra. Tay trái và tay phải tôi cầm viên thuốc còn nhộng đó, hất thuốc cyanua vào vừa đủ, thì tôi đậy lại và sau đó tôi để viên thuốc đó vào bịch thuốc của chồng tôi hay uống. Bích khai, vào buổi trưa khi chồng tôi về nhà thì chính mắt tôi đã nhìn thấy chồng tôi uống liều thuốc đó và có viên thuốc cyanua có độc trong đó. Bích còn khai, nguyên nhân dẫn tới việc đầu độc chồng là do chồng cờ bạc nợ nần. Ngày 14 tháng 10 năm 2023, Bích bỏ cyanua vào thuốc của chồng. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2023 thì anh T qua đời. Cũng bằng cách bỏ chất độc cyanua vào trong thuốc con nhộng, Bích đã đầu độc cháu NHBT, 18 tuổi, cháu ruột Bích. Theo đó, ngày 22 tháng 6, Bích nhìn thấy mặt tê nhiều mụn nên giả vờ khuyên, trước đây mình cũng bị vậy. Khi uống thuốc mát gan giải độc thì hết, nếu tê uống thì Bích mua cho. Khi tê đồng ý thì Bích ra tiệm thuốc tây mua thuốc đau chân, trong đó có viên còn nhộng. Về đến nhà, Bích đổ thuốc trong viên còn nhộng ra, nhét xe nua vào rồi đưa cho cháu uống. Sau khi uống, T lâm vào hôn mê, mất chi giác và được mẹ phát hiện đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Đến ngày 25 tháng 6, kết quả xét nghiệm từ Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cháu bị ngộ độc cyanua. Sau khi nhận thông tin trên, cậu ruột của T nghi ngờ có điều đáng ngờ nên đã làm đơn trình báo công an đối với việc sát hại ba người cháu ruột khiến hai cháu đã tử vong, một cháu vẫn đang cấp cứu. Nguyên nhân theo lời khai ban đầu của Bích là do giữa Bích và em gái mâu thuẫn tiền bạc. Em gái soi mói chuyện Bích có mối quan hệ với người đàn ông khác bên ngoài sau khi chồng qua đời. Sau khi chồng và con qua đời, Bích được hưởng khoảng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, công an nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng. Từ lời khai của Bích, lực lượng chức năng khám xét nơi ở và hiện trường. Lực lượng chức năng đã tìm được vật chứng là bình cyanua màu trắng được Bích giấu tại Nghĩa Trang gần nhà. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định độc chất kali cyanua là chất cực độc. Ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, về tội giết người. Mâu thuẫn với cha ruột Cô gái dùng cyanur đầu độc vào nước uống, rồi tạo hiện trường giả. Thưa quý vị, cũng liên quan đến việc sử dụng chất độc cyanur để ngấm ngầm đầu độc người thân trong gia đình. Chắc hẳn dư luận vẫn còn chưa thôi ám ảnh về vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào đầu năm 2022. Một nữ sinh 21 tuổi đã đầu độc cha ruột của mình do mâu thuẫn rồi đốt nhà để tạo hiện trường giả. Hồ sơ vụ án và xét xử công khai cho thấy do mâu thuẫn với cha mình là ông Tống Hồng Đê sinh năm 1968. Linh nảy sinh ý định sát hại cha. Sáng 18 tháng 1, Linh lên chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh, mua được chất độc cyanu của Trần Thị Ngọc Thư, 21 tuổi. Tối cùng ngày, Linh bỏ cyanu vào ba chai nước trong tủ lạnh với mục đích để cha mình khát nước sẽ lấy uống. Đúng như dự định, ông Đê lấy nước có pha cyanu uống và sau đó tử vong. Sáng 19 tháng 1, Linh tính phi tan thi thể cha mình bằng cách dùng gạch xi măng để xây bít, nhưng sau đó lại nghĩ ra cách đốt nhà tạo hiện trường giả. Linh châm lửa đốt nhà rồi chạy qua nhà ông nội ở bên cạnh báo rằng có một người đột nhập vào nhà đánh mình và đốt nhà. Tại cơ quan chức năng, Linh đã thừa nhận những tội ác của mình. Cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ ba chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng ghi là chất độc cyanur ở thùng rác trước nhà nạn nhân, cũng là nơi Linh sinh sống. Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên án chung thân đối với Tống Thị Tùng Linh về các tội giết người, mua bán trái phép chất độc, hủy hoại tài sản. Phải lòng anh rể, cô gái đầu độc chị họ khiến một người khác tử vong. Ngay trước vụ án con gái đầu độc cha ruột, một án mạng kinh hoàng khác cũng đã xảy ra. Tại tỉnh Thái Bình, một cô gái trẻ đã bỏ chất độc cyanur vào ly trà sữa của chị họ mình vì gan tuồng, khiến cho một người khác tử vong. Theo thông tin ban đầu, ngày 3 tháng 12 năm 2019, Công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo chị NTH là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc. Theo các đồng nghiệp của chị H cho biết, sau khi chị uống trà sữa để trong tủ lạnh đã vào nhà vệ sinh và tử vong tại đây. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh vụ việc. Sau khi điều tra, lực lượng công an xác định chị Hát tử vong do bị đầu độc bằng cyanur bởi trong cốc trà sữa chị Hát uống có chất kịch độc này, đồng thời phát hiện chị Hát đã vô tình uống nhầm phải cốc trà sữa của một người khác, vốn là mục tiêu bị sát hại trong vụ án này. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, em họ một người đồng nghiệp của Hát, để điều tra vụ việc. Theo thông tin điều tra, Trang khai nhận do bản thân có quan hệ tình cảm với anh PVQ, 30 tuổi là anh rể, nên để che giấu mối quan hệ bất chính này, Trang thường qua lại với gia đình nhà chị họ, thậm chí còn chụp ảnh đi chơi cùng. Tuy nhiên, sau đó anh Quy đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ, thấy vậy đối tượng không đồng ý chia tay và nảy sinh ý định đầu độc vợ của anh rể, là chị DTI, 30 tuổi, đang công tác tại bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình. Biết chị Y thích uống trà sữa, Trang đã mua hai lọ cyano để bỏ vào nước đầu độc. Đến ngày 2 tháng 12, Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tim bơm chất độc này vào 4 cốc thì hết chất độc. Sau đó đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người gửi toàn bộ trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Y. Tuy nhiên thời điểm này chị Y không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính. Khoảng 10 giờ hôm sau, Chị Hát lấy một cốc trà sữa từ tủ lạnh để uống, uống xong một lát chị Hát thấy khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục xuống. Được biết thời điểm chị Hát uống trà sữa để trong tủ lạnh, có hai mẹ con điều dưỡng tại bệnh viện phổi Thái Bình cũng uống hai cốc. Nhưng may mắn thoát nạn vì hai cốc trên không có chất độc. Nghe những lời khai của Trang dư luận không khỏi rung mình bởi nguyên nhân cũng như cách thức gây án của Trang quá độc ác tình vi. Với những tội ác đối tượng gây ra, Tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Lại Thị Kiều Trang hình phạt tử hình. Bị cáo phải bồi thường cho bị hại tiền mai tán phí là 110 triệu đồng, bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân 180 triệu đồng và phải cấp dưỡng cho ba con của bị hại. Cô gái lên kế hoạch hạ độc nhân tình nhằm cướp tài sản Có người vì ghen tuông mà hãm hại người khác, nhưng cũng có những người lại không ngần ngại ra tay với người tình của mình chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản. Một cô gái ở Tiền Giang đã lên kế hoạch gạ gẫm hạ độc hai nhân tình bằng xianua rồi cướp hết tiền của vàng bạc của nạn nhân. Ngày 25 tháng 9 năm 2018, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1977 về các tội giết người và cướp tài sản. Theo bản án sơ thẩm, Thúy làm nghề bán vé số kiếm sống. Vì nợ nần không có tiền chi trả nên Thúy lên kế hoạch gạ gẫm đàn ông vui vẻ rồi giết bằng chất độc để cướp tài sản. Thúy và ông VTH sinh năm 1965 là người bán vé số dạo, có quen biết nhau và đã nhiều lần quan hệ tình dục. Đêm 14 tháng 1 năm 2017, Thúy gạ gẫm quan hệ tình dục với ông Hát tại khu đất trống ở khu phố 1 thị trấn Thái Hòa, huyện Gò Công Đông, lợi dụng lúc ông hát không để ý. Thúy đã bỏ thuốc độc cyano vào ly cà phê của ông hát. Khi ông hát uống vào một lúc thì bất tỉnh tử vong tại chỗ. Thúy lấy toàn bộ vòng vàng mà ông hát đeo trên người, có giá trị khoảng 15 triệu đồng để mang đi bán trả nợ. Tiếp đó, sáng 21 tháng 4 năm 2017, Thúy gặp ông NVT, sinh năm 1968, ngủ ở địa phương, tại khu vực gần bệnh viện đa khoa khu vực gò công thấy ông tê đeo nhiều vàng bạc thúy lại nảy sinh kế hoạch tàn độc giết nạn nhân để cướp tài sản thúy gạ cẩm ông tê đến một quán cà phê chòi kính ở xã long hưng thị xã gò công để vui vẻ sau cuộc vui thúy lén bỏ thuốc độc cyano vào ly cà phê khiến ông tê uống vào nằm gục chết trên võng tại quán thúy cũng cướp sạch vàng bạc của nạn nhân có tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng mang đi bán để giải quyết nợ nần. Với hành vi của mình, Thúy bị Toán Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Ngoài ra, buộc bị cáo Thúy phải bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 600 triệu đồng. Thưa quý vị, với giả tâm dùng chất độc cyanur nhằm hãm hại người khác, các hung thủ này đã phải trả giá đắt cho những tội ác tày trời của mình. Cyano vốn là một loại kịch độc, nếu nuốt hoặc hít phải một lượng khí này sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt có thể dẫn đến tử vong. Do đó, việc kinh doanh, mua bán sử dụng Cyano phải rất cẩn thận để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Tuy vậy, trên thực tế, chất độc này lại được bày bán quá công khai. Việc mua cũng dễ dàng những vụ việc trên đã giống lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý hoạt động mua bán cyano trên thị trường. Nhà nước và pháp luật cần phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn. Đồng thời, người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.